Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh La Việt Channel. Hôm trước rất nhiều bạn bảo mình đến review bệnh viện hữu nghị Lào Việt Nam, một trong những bệnh viện lớn nhất ở Lào mà Việt Nam giúp đỡ xây dựng. Thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn. Mình đang đi trên trục đường hữu nghị Siêng Khoảng, Nghệ An. Bệnh viện nằm ở phía bên trái. Đây là một trong những công trình mang tính biểu tượng cho mối quan hệ đoàn kết giữa Lào và Việt Nam. Đây chính là đường hữu nghị Siêng Khoảng, Nghệ An. Và bệnh viện nằm ở phía bên trái. Bây giờ mời tất cả quý vị cùng với Lào Việt Channel hãy vào review khu vực trong khuôn viên của bệnh viện. Đây chính là bệnh viện hữu nghị Lào Việt Nam tỉnh Siêng Khoảng, vừa được khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm 2023. Phía bên trái là phòng cấp cứu. Đây là khu vực trung tâm của bệnh viện nhìn từ trước vào. Phía bên phải này thì có nhiều xe ô tô của người dân đến khám chữa bệnh. Còn khu vực gửi xe máy thì nằm ở phía sau này. Đây, quý vị thấy quang cảnh bệnh viện rất là đẹp. Ở Siêng Khoảng thì địa hình và thời tiết cũng có nhiều điểm tương đồng với thành phố Đà Lạt của Việt Nam, với rất là nhiều thông. Bây giờ hãy vào khu vực đón tiếp bệnh nhân. Anh có một bạn nữ đang ngồi một mình, có vẻ mặt hơi buồn buồn, không biết đi chữa bệnh hay gì, mình lại làm quen và hỏi thăm xem thử. Chào, sao bài đi? Chào, sao bài đi? Sao mình đi pin bùa nhàng gọ? À, bác quật không nằm ươi, ươi cầm nằm phụ quật cho cô lạ. Nằm pin đi anh yêu chắc pi lê? Anh yêu sao sống pi. Hiện chụp lẻ tí? Anh hiện chụp lẻ. Tòn bên đặc sứ xã là hiện bên phần ạc nhàng, bên phần ạc nhàng nè? Hiện bộ lý hãn giải càng bằng xí. Nhàng sốt tí? Đôi, nhàng sốt. Châu khơi mà đi pin bùa chắc thừa lê? À, mà lại thừa lẻ. Châu hù sức bên đâu này? ที่ใดมาปินปัวอยู่ห้องหมอมิตรภาพนี่ห้องหมอเลยกะสะอาดปลอดภัยขอบใจอันประเทศเวียดนามหลายๆที่มาช่วยเหลืออ่าก็มีความมั่นใจขึ้นหลายอ่าเพราะว่าอันเฮามานี่เขาเจ้ากะต้อนรับเฮาอย่างดีเลย có đúng như lời của cô gái nói hay không? Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi nhé. Đây, khẩu hiệu của bệnh viện là bệnh viện sẽ thực hiện chính sách 5 tốt 1 hài lòng. Một là đón tiếp tốt, hai là sạch sẽ, ba là thuận lợi, bốn là chuẩn đoán chính xác, năm là điều trị tốt. Tất cả sẽ đều hài lòng. Đây quý vị, đây chính là khu vực mà các bệnh nhân sau khi đã lấy phiếu khám chữa bệnh sàng lọc, bây giờ họ đang đợi trước các cái cửa phòng khám. Được xây dựng trên khu đất 2,5 hectare, dự án Bệnh viện Hữu nghị Lào-Việt Nam là một trong những dự án trọng điểm được lãnh đạo cấp cao hai đảng, hai nhà nước quan tâm đặc biệt, chỉ đạo sát sao để hoàn thành, đưa vào vận hành và tuân thủ đúng những cái quy định của ngành y tế hai nước. Đây là dự án được thực hiện từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Được xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành của Việt Nam và phù hợp với nhu cầu của phía bạn Lào. Với nhân dân Lào nói chung và người dân Siêng Khoảng nói riêng thì có lẽ nhiều người lần đầu tiên được đặt chân đến một cái bệnh viện lớn, sạch sẽ, khang trang và hiện đại như này thì không biết cảm nhận của họ như nào. Ngay bây giờ mời tất cả quý vị cùng lắng nghe cuộc trò chuyện của tôi với một người dân đến khám chữa bệnh. Sao bà đi? Mẹ lục sỏng khôn mà pin bùa nhàng cho nên nó สักยาป้องกันพยาธิเราได้จักเดือนแล้วได้สี่เดือนกับสาวมือแล้วลูกชายหรือว่าลูกสาวลูกชายเราเป็นลูกกุ๊กวะผู้ที่สองโอ้ผู้ที่สองโอ้ลูกกุ๊กใหญ่แล้วบ่ใหญ่แล้วได้สี่ปีแล้วเราสักแล้วบ่ยังบ่ทันได้สักเทื่อหาคิวอยู่นะอืมอ๋อโอ้เป็นตาสังแท้ยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มไหมยิ้มไหมจ้ะเจ้าหูซึกเป็นอะไรที่ได้มาพาลูกมาสักยาอยู่ห้องหมอมิตรภาพนี้รู้สึกดีใจหลายนะได้มาสักยาอยู่ห้องหมอนี้ห้องหมอนี้ทันสมัยที่
ได้ทุนก็สร้างจากเวียดนามสะอาดงามดีเนาะขอบใจประเทศเวียดนามหลายๆเด้อที่มาร่วมสร้างโฮมอให้เฮาDây là khu vực phía sau của bệnh viện. Phía xa xa kia là các cái nhà cách ly, rồi nhà xác, vân vân. Đây thực sự là một cái bệnh viện rất là lớn, với quy mô 200 giường bệnh, cùng với các cơ sở vật chất rồi trang thiết bị cực kỳ hiện đại, đã phục vụ cho cái công tác khám chữa bệnh của nhân dân tỉnh Siêng Khoảng.Và chương trình đào tạo bồi dưỡng rồi tập huấn cho các y bác sĩ của Lào tại bệnh viện. Bây giờ mời tất cả quý vị cùng với Lào Việt Channel đi lên các tầng phía trên của bệnh viện. Đây đang là cầu thang lên tầng 2. Tất nhiên là có cầu thang máy nhưng tôi đi bộ như này review nó sẽ rõ hơn. So với Việt Nam thìLượng bệnh nhân đến khám ở bệnh viện này nó không thể là quá tải như Việt Nam được bởi vì dân số của Lào rất là ít. Đây rồi, tầng 2 đây quý vị không biết là khoa gì. Đây là khoa chăm sóc đặc biệt à. Đây, tầng 2 cũng rất là rộng, sạch đẹp.Tiếp theo đây là khoa gì nhỉ? Tiếng Anh thì mình kém lắm, nhưng mà đây có chữ Lào. Đây là khoa thí nghiệm. Cấm vào, cấm qua. Đấy. Bệnh nhân rất là vắng phải không? Tiếp tục bây giờ đi lên tầng 3 nào. Xem thử trên tầng 3 là những cái khoa gì.Bệnh viện này thì mới được hoạt động bắt đầu từ tháng 5 năm 2023. Như vậy vừa được 6 tháng thôi. Đấy, lên tầng 3 đây rồi. Không biết trên này có những khoa gì. Giày dép phải để ở ngoài hết, rất là sạch sẽ. Đây khoa gì nhỉ? Đây là khoa nhi.Tiếp tục bây giờ lên tầng 4. Ôi, ở Việt Nam mà vào khoa nhi thì nghe tiếng trẻ em khóc rất là nhiều. Nhưng ở đây thì rất là vắng vẻ. Tiếp tục lên tầng 4. Trên tầng 4 là những khoa gì nhỉ? Đây rồi, đây là khoa gì đây? À, đây là khoa ngoại.Khoa này thì liên quan đến mổ xẻ rất là nhiều phải không? Cho nên là tôi không tiện vào phía bên trong để quay được. Trên tầng 4, ngoài cái khoa ngoại, còn bên đây là khoa gì đây nhỉ? Không phải, chỉ có khoa ngoại thôi. Bây giờ lên tầng 5.Bệnh viện này có cả 6 tầng quý vị ạ. Lát nữa lên sân thượng của tầng 6 review rất là đẹp. Đa số bệnh nhân mà lên các tầng trên này họ đi thang máy cho nên cầu thang bộ này cũng rất là ít người. Đây rồi, tầng 5. Xem thử những khoa gì đây nào. Đây là bảng phân công lịch trực của các y bác sĩ.Trên tầng 5 này là khoa nội. Đấy, còn nữa không? Lên tầng 6, tầng cuối cùng. Không biết trên tầng 6 thì có những khoa gì nhỉ? Chỉ có một khoa tôi chưa đi, đó là khoa sản, bởi vì cũng không tiện đi. Mình đàn ông vào khoa sản mà quay thì hơi hơi kỳ một chút, cho nên cũng không đi. Cho nên trên này chắc chắn chỉ là còn khoa nào nữa nhỉ? Chấn thương chỉnh hình hay là răng hàm mặt gì đó. Tôi đoán như vậy để xem thử có đúng không nhá. Bởi vì tôi cũng lần đầu lên trên này mà.
Đây là răng, phòng nha khoa. Tiếp theo đây là gì nhỉ? Nha khoa là còn gì đây nữa? Phía xa kia. À, phía xa kia hình như là nhãn khoa thì phải. Đây, để xem nha, khoa gì đây ta? À, trên tầng 6 này khoa. À, như vậy trên tầng 6 này là răng hàm mặt. Ờ đúng rồi, tất cả tập trung ở tầng 6. Đây quý vị, như vậy bây giờ đã lên đến sân thượng của tầng 6 rồi. Nhìn trên tầng 6 của bệnh viện Hữu Nghị Lào Việt Nam nhìn xuống rất là đẹp. Đấy, con đường đang nằm ngay bên cạnh bệnh viện chính là đường Hữu Nghị Siêng Khoảng Nghệ An mà lúc đầu tôi đã quay cho quý vị. Đấy, trên nhìn xuống thì đây là toàn cảnh của thị xã Phôn Sa Văn. Đấy, đây là mình đang ở cầu thang của tầng 6 đi xuống. Đây là một chị nhân viên của bệnh viện. Trong mà hết việc chúng đi đây đôi này không? Đây 16 pì này. 16 pì này vâng. Ơi, khoảng một sức bên đâu đây? Thì đây nhảy mà hết việc dù hôn mỏ mít tập pháp này. Đi chạy lại vâng. Chạy lại đây hôn mỏ mai. Ừ. Hay còn giữ được cái khương thân xa mày lại. Khi bà cũng mỏ biết rồi đấy. Con chạy lại cảm ơn. Trong cái bài phát biểu khi tiếp nhận dự án, ông Vị Lai Phon, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hợp tác Lào Việt Nam đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em. Dù vẫn còn gặp không ít khó khăn về kinh tế nhưng vẫn hết lòng giúp đỡ kịp thời cho nhân dân Lào trên tinh thần anh em hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa. Và ông cũng khẳng định dự án là minh chứng thể hiện rõ truyền thống đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước Việt Nam và Lào.